Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả một video Google Apps Script của mình và bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm gì? Chúng ta sẽ đi gửi email và cái email này có cái đặc biệt là chúng ta sẽ muốn là có một cái ảnh ở trong cái email này và cái ảnh này có gì đặc biệt? Cái ảnh này là một cái QR code. Như vậy là trong video này thì chúng ta sẽ tập trung vào việc gửi một cái email sử dụng app script và có qr code thì uh, nó sẽ có một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để mà chúng ta có thể lấy được cái qr code đó về và gửi đi qua email trong google app script. Bây giờ thì uh, như thường lệ thì chúng ta sẽ uh, làm như sau. Chúng ta sẽ phải tạo ra một cái sheet mới và trước khi tạo ra một cái sheet mới thì uh, mình cũng muốn giới thiệu đây là cái khóa học về google app script cơ bản và với cái khóa học này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những Uh, kiến thức mà đã học trong khóa học để các bạn có thể tạo ra những cái automation, những cái script tự động hóa mà phục vụ cho công việc cũng như doanh nghiệp của các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tạo ra một cái sheet mới bằng cách là gõ vào thanh địa chỉ ở trên trình duyệt là sheet.new như các bạn đã nhìn thấy. Và chúng ta sẽ đặt tên cho cái sheet này là gửi gửi QR code qua email sử dụng Google Apps Script rồi, um, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm ở Extensions và chúng ta sẽ chọn app Script như thế này và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ làm gì tiếp? Chúng ta sẽ đổi tên của cái function duy nhất mà chúng ta nhìn thấy ở trong cửa sổ soạn thảo app Script này từ function thành gửi email chẳng hạn. OK, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần những thông tin gì? Những thông tin mà chúng ta đã cần đó chính là email này, email thì ở đây thì tạm thời mình sẽ cho cái email của chúng ta là email của mình excel online và dĩ nhiên là các bạn sẽ phải thay cái email này để các bạn có thể check được kết quả của đoạn script của các bạn và name thì sẽ bằng thanh sau đó là và tell là telephone á, thì sẽ bằng một cái số rất là đẹp số này số của mình không tin các bạn có thể thử gọi đến mà xem rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần tiêu đề của cái email subject sẽ bằng Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái nút gọi là backtick ở đây nhá. Thì đối với các bạn mà chưa chưa biết là cái ký tự này ở đâu ấy thì nó ở thường ấy, là trên bàn phím tiêu chuẩn thì nó sẽ ở phía dưới của nút escape. Standard keyboard. Đây, mình cho các bạn nhìn luôn đây. Thì mình nghĩ là cái bàn phím này nó tương đối là dễ nhìn, đó. Thì mình sẽ phóng to lên. Đây. Đây là nút escape. A à, đó. nút escape ở đây. Đấy, còn đây là cái nút backtick. Đó, còn nếu mà các bạn nào mà không có cái nút đó bấm không ra ấy thì các bạn có thể Google là javascript string literal. Đấy, javascript string literal và các bạn sẽ copy cái nút backtick ở đây và các bạn sẽ dán vào để làm được như mình. Đó, sau khi mà dán vào như vậy rồi thì chúng ta sẽ ghi vào là cảm ơn Google. Ok, cảm ơn đã đăng ký tham dự sự kiện bà chấm sự kiện gì đó ở đây thì chúng ta sẽ uh, một số bạn sẽ hỏi rằng là ok um, cái email cái name cái tel telephone này chúng ta muốn lấy ở sheet hay muốn lấy ở form về nhưng mà đấy không phải là focus đấy không phải là tập trung của cái email này bởi vì ở uh, trong cái khóa cơ bản này mình đã nói rồi các bạn có thể hoàn toàn là tham khảo và làm theo và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải cho cái biến tên vào trong cái subject ở đây thế nên là chúng ta sẽ làm theo cách cơ bản đây là đô la sau đó là thêm dấu hoặc nhọn đây và chúng ta sẽ cho đêm vào như thế này Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái subject Và bây giờ đến một cái thứ rất là quan trọng ở đây Đó chính là một cái QR code thì một cái QR code ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái URL mà các bạn có thể sử dụng ngay lập tức các bạn có thể sử dụng trong trường hợp của các bạn. Thì cách đây không lâu ấy thì cái chart API của Google họ đã không cho mình dùng nữa, thế nên là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái dịch vụ bên thứ ba. Thì ở đây các bạn có thể thử test bằng cách là các bạn sẽ cho cái địa chỉ điện thoại vào, enter một cái thì bản chất của nó là các bạn sẽ lấy về được một cái ảnh thì sau khi mà lấy về một cái ảnh thì các bạn sẽ phải dùng app script để các bạn download data từ cái ảnh đó về. Sau đó là chúng ta mới đưa vào inline image của cái hàm mail app.sendmail của app script. Ok, thì kế hoạch là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến để lưu trữ cái URL hay là cái đường link tới cái cái QR code của chúng ta. Chúng ta sẽ cộng với cả Encode URI component. Đây chúng ta sẽ dùng số điện thoại đi. Thì encode ở đây làm gì? Encode ở đây là để nó chuyển những cái ký tự biệt dấu cách, rồi dấu hỏi chấm, vân 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 thành cái dữ liệu mà có thể phục vụ được cho cái URL ở đây. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ phải tiến hành download cái ảnh này về. Thì ok bây giờ chúng ta sẽ uh, sử dụng là response sẽ bằng uh, URL fetch app fetch ok và chúng ta sẽ cho cái QR code URL ở đây và sau khi mà download về chúng ta có một cái câu trả lời từ cái server của QR này response này này thì chúng ta sẽ phải làm gì tiếp thì chúng ta sẽ phải lưu cái data ảnh vào một biến thì biến này thì standard theo uh, kỹ thuật ấy, thì họ sẽ sử dụng là QR code blob đó các bạn tất nhiên các bạn muốn đặt tên là gì cũng được nhưng mà đúng với mặt kỹ thuật thì nó sẽ là blob như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng response chấm get blob rồi chấm set name đó chúng ta set name cho nó là gì set name cho nó là qr code chấm png ok rồi tạm thời thì chúng ta sẽ chưa sử dụng đến qr code blob đâu mà sau thì chúng ta sẽ sử dụng đến và bây giờ thì muốn gửi email ấy, thì chúng ta sẽ phải có một cái phần gọi là body và body rồi và body ở đây thì chúng ta sẽ lại sử dụng cái cách viết là sử dụng cái dấu backtick ở đây, thế nên các bạn sẽ phải chuẩn bị uh, dùng backtick cho mình đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gõ vào là xin chào ba mẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại cho cái biến name vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ xuống dòng này, xuống dòng này. Cảm ơn ba mẹ đã đăng ký tham dự sự kiện. Đó, thì uh, mình nghĩ là cái nội dung email này các bạn có thể tự viết ra không có vấn đề gì đâu, rất là dễ thôi. Và bây giờ quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mã QR check-in của ba mẹ là hai chấm. Đó, bây giờ thì làm thế nào để mà chúng ta có thể đưa được cái mã QR mà chúng ta đã lôi về Google Apps Script vào trong cái body này thì chúng ta sẽ viết ở đây, chúng ta sẽ sử dụng thẻ image và chúng ta sẽ có cái thuộc tính ở đây là source đấy các bạn viết cẩn thận dễ nhầm cái từ này là thành scr nhưng mà không phải source của chúng ta sẽ phải là src đó thì chúng ta sẽ cho là bằng này cid hai chấm và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái tên biến ở đây mà chúng ta sẽ phải đặt và chúng ta sẽ phải nhớ phải đặt đúng đúng cả viết hoa viết thường luôn qr code image rồi sau đó là chúng ta nên có thêm một cái thẻ hay là một cái thuộc tính nữa là alt là alternative ý. tại vì sao tại vì trong trường hợp mà trong trường hợp mà các bạn biết không một số cái email clients nó sẽ không lốt cái ảnh khi mà trong một cái email có ảnh thế nên là các bạn sẽ cần một cái À, trường để mà các bạn thông tin cho cái người mà đang đọc cái email đó là cái nội dung của cái ảnh đó là gì để họ quyết định là họ không block cái việc download ảnh đấy nữa. Thì đây là chúng ta sẽ ghi vào đây là mã QR check in. Nhé, ok, rồi. thì uh, sau khi mà đã chuẩn bị xong cái body rất là thuyết phục ở đây thì chúng ta sẽ ghi vào đây tiếp là mail app chấm send email và bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm như sau chúng ta sẽ có đầu tiên là tu này email cái này standard rồi sau đó subject thì cũng là subject cái phần này rất là đơn giản ở đâu cũng có html body chữ b viết hoa thì chúng ta sẽ cho vào body này rồi tiếp theo là phần name có nghĩa là chúng ta muốn là ở trong khi mà người nhận được thư ấy, họ nhìn thấy cái tên của chúng ta như thế nào ấy thì chúng ta sẽ phải làm đây này, chính là cái phần tên mà các bạn nhìn thấy trong cái email này đó. Bây giờ thì mình sẽ copy nó lại nhá. Và mình cũng muốn các bạn nhìn lấy luôn, hiện tại đang là 491 cái email chưa đọc nhá. Để tí nữa chúng ta test thì chúng ta sẽ test nó thành 492. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái tên đó vào trong thành một string như thế này, các bạn hoàn toàn có thể customize, thay đổi cái name này bình thường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nó gọi là inline images inline images ok này inline này sau đó là chữ y viết hoa images có chữ s ở cuối rồi sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn ra và chúng ta sẽ có một cái đặc biệt ở đây các bạn sẽ lấy nguyên si cho mình cái qr code image là cái tên biến ở phía trên nhá là cái cid ở phía trên sau đó hai chấm và chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ copy cái qr code blob cho vào đây như thế này rồi thì chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thu nhỏ này lại. đấy. thì đây là toàn bộ cái đoạn code để mà các bạn có thể gửi email kèm theo ảnh và cụ thể trong trường hợp này là ảnh của một cái QR code ra. thì lần đầu tiên sử dụng ấy thì chúng ta sẽ phải cấp quyền cho cái đoạn script này bằng cách là bấm run. khi mà bấm run như vậy ấy thì các bạn sẽ chờ một chút thì sẽ có một cái cửa sổ nó pop up lên và nó sẽ hỏi chúng ta hai quyền review permissions ở đây Quyền thứ nhất là quyền đi ra internet Để lấy được cái ảnh QR code về đây Connect to an external service Và send email as you Đó là gửi email Và chúng ta sẽ bấm allow ở đây Sau khi bấm allow như vậy rồi Và code như các bạn nhìn thấy là execution completed Chúng ta sẽ quay trở về với cả inbox của chúng ta Các bạn có thể nhìn thấy đây là 492 email và mình sẽ bấm sang bên này nhé mình sẽ bấm sang bên này và mình sẽ bấm vào cái email của chúng ta. đây thì các bạn nhìn thấy là các bạn sẽ có thể gặp phải cái cái tình trạng như thế này nhưng mà không sao cả. À, khi mà các bạn gặp phải cái tình trạng như thế này ấy, thì trong cái HTML email của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có quyền sửa lại ở đây là chúng ta sẽ cần phải thêm một số những cái trường xuống dòng bằng cách là mở quảng nhọn này br slash và chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ paste ở những nơi mà chúng ta sẽ cần xuống dòng như thế này ở đâu xuống nhiều dòng thì chúng ta paste nhiều ra, còn ở đâu xuống ít dòng thì chúng ta paste ít thôi, như thế này rồi, và bây giờ chúng ta sẽ lưu lại, và bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ bấm run để mà chúng ta test lại xem email của chúng ta trông đã đẹp hay chưa bây giờ chúng ta sẽ kéo lại đây, 492 này, 492 thì bây giờ chúng ta có thể bấm nút order order có đúng không order 14 phút trước không phải Newer không phải mình nghĩ là nếu mà có email mới thì mình phải bấm được nút newer ở đây cơ nhưng mà thôi chúng ta sẽ phải bấm vào inbox sau đó là chúng ta sẽ bấm đó thì các bạn nhìn thấy uh, chúng ta đã có thể uh, gửi được ảnh chúng ta có thể thay đổi được cái tiêu đề này rất là bắt mắt và quan trọng là chúng ta có một cái qr code ở trong cái email của chúng ta và nó được gửi không minutes trước không phút trước bởi cái đoạn script của chúng ta đã mất khoảng tầm 10 phút để viết như thế này. Ok, như vậy thôi. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về Google Apps Script thì mời các bạn sẽ hẹn gặp lại mình ở trong khóa Google Apps Script ở đây. Đường link ở dưới phần miêu tả của video. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.